kính thưa quý vị ngày 4 tháng 11 Nguồn tin của PLO xác nhận, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến bài Trung tâm đăng kiểm cấp sổ song sinh cho xe tải mà báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh đến Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra. Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc xe ben cơi nới thùng và phù phép sổ đăng kiểm trùng với thông số cơi nới. Đội Cảnh sát Giao thông các lái thuộc Phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng xe ben biển kiểm soát 50H 10020. Qua kiểm tra, chiếc xe Ben đã được cơi nới chiều dài là 25cm và chiều cao là 71cm. Ngoài xe trên, chúng tôi cũng thu thập được số liệu xe ben 4 chân hiệu Hyundai biển số 51D32589 có sổ đăng kiểm thể có sổ đăng kiểm thể hiện kích thước chiều cao lòng thùng xe trên lịch 40cm so với số liệu lưu trữ của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Theo trích xuất số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam lưu trữ, chiếc xe này được đăng kiểm vào ngày 2 tháng 6 năm 2022 và sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 10 báo phản ánh và ngày 2 tháng 11, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra thì tài xế xuất trình sổ đăng kiểm chỉ mới kiểm chỉ mới đăng kiểm vào ngày 28 tháng 10 và đúng với kích thước cho phép. Qua kiểm tra số liệu đăng kiểm lưu trữ, tính từ lần đăng kiểm vào ngày 2 tháng 6, chiếc xe trên vẫn còn hạn đăng kiểm hơn 7 tháng nhưng lại Qua kiểm tra số liệu đăng kiểm lưu trữ tính từ lần đăng kiểm vào ngày 2 tháng 6, chiếc xe trên vẫn còn hạn đăng kiểm hơn 7 tháng nhưng lại tiếp tục đi đăng kiểm vào ngày 28 tháng 10. Từ đó, một sổ đăng kiểm mới được ra đời. Chúng tôi không thu giữ được sổ đăng kiểm vào ngày 2 tháng 6 của chiếc xe này, nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ bàn giao cho lực lượng phòng cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông.